Fulham là đội bóng mới lên hạng có sự đầu tư rất lớn trong cái mùa hè 2018. Tuy nhiên, thành tích của đội bóng lại đang không đáp ứng được sự kỳ vọng của thần tượng câu lạc bộ. Chủ công Mitrovic với 8 bàn thắng ghi được sau 23 trận ra sân rõ ràng là không đủ để cứu rỗi cho Fulham khi hàng thủ của đội bóng này vẫn thi đấu rất thiếu sự chắc chắn. Về phía đội khách, thông tin chuyển nhượng của các cầu thủ như Rashford, Martial không làm đục đục đội bộ của MU khi họ vẫn đang có chuỗi trận phong độ bay cao tại ngoại hạng Anh. Trong 8 trận gần đây hai đội gặp nhau, Manchester United đã không để thua trước Fulham khi họ có tới 7 trận thắng. Với phong độ đang lên cao và gần như chưa có dấu hiệu chững lại, nhà cái V9bet tỷ lệ là MU chấp 1 trái.